sau. Vì vóc dáng nhỏ bé, chiều cao khiêm tốn, thân hình không cân đối. Nhưng đó đã là quá khứ. Giờ đây, vẫn với chiều cao 1m51, nhưng cô gái này đã như một con người khác. Năng động, tràn đầy tự tin, hoạt ngôn, là người truyền lửa cho rất nhiều con người khác. Yoga có gì đặc biệt? Và còn điều gì mới mẻ hơn nữa ở yoga mà khiến cô gái này càng ngày càng tỏa sáng? Xin mời quý vị hãy gặp gỡ với khách mời Hồng Phan, Ari Yoga trong chương trình Thể thao là cuộc sống tuần này. Vì anh rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Thể thao là cuộc sống của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với một nhân vật mà Vì anh tin chắc là sẽ mang đến một cái cảm nhận rất là dễ chịu và thư thả cho khán giả trong thời điểm tất bật như thế này. Xin giới thiệu đến quý vị, đó chính là khách mời Phan Thị Hồng, mà chúng ta còn hay biết đến đó là tên nickname Arifan, là một người mà rất yêu yoga và đặc biệt đang theo đuổi bộ môn Inside Flow Yoga, nói nôm na là yoga với nhạc. Xin chào Hồng. Dạ, chào Việt Anh và chào tất cả quý vị khán giả đang xem trên đài truyền hình. Mình là Hồng Phan thì cũng như Việt Anh nói, và mình có biệt danh là Arifan, và mình đã theo yoga cũng khá là lâu rồi. Quý vị thấy á, là mới nghe có câu đầu thôi mà nghe từ cái chất giọng là đã thấy rất là nhẹ nhàng, rất là thông thả, đúng không quý vị? Và nhiều khi có lẽ cái tính cách này có phải bị ảnh hưởng bởi vì mình có một cái quá trình dài tập luyện yoga không? Dạ đúng rồi, thứ nhất là nó bắt nguồn từ cái bản chất của mình, tính cách của mình. Và thứ hai là cũng được tôi luyện qua cái hành trình mà em tập luyện yoga. Nó làm cho mình kiểm soát được cơ thể cũng như là kiểm soát được hơi thở và tâm trí của mình tốt hơn ạ. Vậy thì chắc chắn là nhắc đến yoga thì rất là nhiều bạn yogi tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh thành trên cả nước cũng đã biết đến Ari Yoga. Nhưng mà mọi người còn thường hay nhắc đến Hồng với một cái nickname nữa, đó là cô gái 1m51. Và hình như là Hồng cũng lấy cái nickname này để làm cái tên trên trang YouTube của mình, đúng không? Vì sao vậy? Dạ đúng rồi ạ. Bởi vì em cũng từng tự ti với cơ thể của mình. Bởi vì mình có một cái cơ thể nó không gọi là hoàn hảo để mình bước vào cái ngành gọi là ngành làm đẹp cho chị em phụ nữ. Và chính vì cái suy nghĩ tự ti đó thì làm cho em bị thụt vào bên trong và không dám cởi mở với bản thân của mình để mà mình phát triển cái công việc của mình hơn nữa. Và cái thời điểm mà em bắt đầu với cái công việc này á thì em chỉ dám là đi dạy thế đi dạy thế thôi, và chỉ dám là mình dạy ở những trung tâm nhỏ lẻ, gọi là tự phát á. Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ á, nhắc đến một cái huấn luyện viên aerobic hay là thể thao, một cái ngành thể thao hay là yoga, nó yoga lúc đó thì nó còn mới mẻ. Nên là mọi người thường nghĩ đã là huấn luyện viên thì sẽ có một body là săn chắc, khỏe khoắn và cao ráo, và nhìn rất là gọi là thu hút để mà mình có thể tạo cảm hứng được cho cái người tập luyện á. Thì chính vì cái suy nghĩ đó là em ngại, mình không dám đi xin việc ở những cái trung tâm lớn. Và chính yoga đã cải thiện cái suy nghĩ của em. Có nghĩa là yoga đã giúp em học cách chấp nhận bản thân của mình, hiểu cái cơ thể của mình và hiểu những cái khuyết điểm cũng như là cái ưu điểm, và mình biết cách phát huy những cái ưu điểm của mình lên và cải thiện những cái khuyết điểm của mình. Và thật sự thì yoga đã thay đổi em rất là nhiều. Từ cái body của em, cái cơ thể của em, từ cái cơ thể là không cân đối. Bây giờ chị nhìn thì chị nói là cân đối. Cân đối mà, nhưng mà thật sự mà. Thì nó trước đó nó không hề cân đối. Bởi vì em có một cái chiều cao khá là khiêm tốn, nên là mình rất là dễ mập. Gọi là hít không khí thôi cũng mập. Vậy là giống nhau rồi, đồng cảm. Dạ đúng rồi, hít không khí thôi cũng mập. Nên là mình luôn luôn kiêng khem với cái chuyện mà ăn uống, đưa gì vô trong cơ thể mình cũng phải xem thử cái lượng calorie nó như thế nào, nó có dư với mình hay không. Tại vì ăn vô là nó chỉ vô bụng bụng thôi. Mà cái điều đó thì nó rất là tối kỵ với người phụ nữ của mình đó. Và chính vì điều đó nên là em hiểu được cái cảm nhận của những cái bạn mà có cái cảm giác là tự ti với cơ thể của mình. Nên em muốn đặt cái tên cô gái 1m51, mục đích của em là để lan tỏa và truyền cái cảm hứng đến nhiều bạn mà hiện tại cũng đang tự ti với cơ thể của mình, đang có một cái ngoại hình không như mình muốn. Đúng là kiểu như là mở trúng đài á. Nói coi như là nói rất là hay nhưng rất là đúng, và nó cũng giống như là cái tiêu chí của chương trình Thể thao là cuộc sống vậy đó, là không phải là tự nhiên ai cũng
cũng đẹp hết á. Tự nhiên không ai sinh ra là có một cái cơ thể rất là hoàn mỹ hết, mà phải thông qua một quá trình. Và nếu như mà chúng ta có những cái khuyết điểm, thật ra ai cũng sẽ có một hai khuyết điểm ở trên cơ thể. Thì quan trọng nhất là mình phải làm sao để mình biết hoàn thiện cái khuyết điểm đó. Và nó không chỉ là ở ngoại hình, mà quan trọng nhất vẫn là phải là cái nội tâm của mình. Đúng không? Cái tâm hồn của mình nữa. Cho nên là thật ra nghe 1m51, cô gái 1m51 là mình hiểu ngay được vấn đề. Nhưng mà cái thông điệp mà bạn đưa tới thì rất là tuyệt vời. Nó mang đến một cái nguồn sức mạnh tinh thần lớn, đặc biệt với chị em phụ nữ mình. Rồi chúng ta cũng đã kiểu như có gia đình, sinh con để cái hết rồi. Thật sự thì cái phương pháp mà về tập luyện thể thao thì ai cũng có một cái nhu cầu cũng như một cái sở thích về một bộ môn thể thao. Nhưng mà nếu mà bạn nào biết đến yoga thì em nghĩ điều đó là rất là tuyệt vời ạ. Tại vì yoga nó đi từ bên trong cơ thể của mình đi ra, và nó cải thiện cả vóc dáng, cả tâm trí, suy nghĩ của mình và hơi thở của mình. Bởi vì hơi thở của mình mà tốt thì nó sẽ quyết định đến cái chất lượng cuộc sống của mình rất là nhiều. Vậy thì đến lúc nào mình chuyển qua Inside Flow Yoga? Inside Flow Yoga là một cái trường phái yoga hiện đại. Bởi vì nó có âm nhạc. Và Inside Flow Yoga được phát triển trên toàn thế giới được 15 năm rồi. Và mới du hành vào Việt Nam được hơn 2 năm nay. Người mà để thành lập ra Inside Flow Yoga là thầy Jung Ho Kim, là người Hàn Quốc nhưng mà sinh sống và làm việc tại Đức. Và Inside Flow Yoga có nghĩa là mình sẽ kết hợp các chuyển động của các động tác yoga cùng với hơi thở, kết hợp vào trong cái nhịp nhạc và cũng như là lời của bài hát, để giúp cho cái người tập của mình á cảm nhận được cái sự thiền định trong khi mà mình chuyển động. Và Inside Flow Yoga giúp cho mình tìm được cái cảm xúc thăng hoa trong khi mà mình tập, và nó luôn luôn tạo cái nguồn cảm hứng để cho mọi người đến với bộ môn yoga rất là nhiều. Năm cái nguyên tắc mà cơ bản nhất trong một bài Inside Flow. Nguyên tắc thứ nhất á là mình sẽ phải tuân thủ Spanda. Nguyên tắc Spanda nói nôm na nó nghĩa là khi mà mình di chuyển với năng lượng đi lên thì mình sẽ hít vào và mở rộng cơ thể ra. Khi mà mình di chuyển với cái năng lượng đi xuống thì mình phải thu nhỏ cơ thể và đóng lại. Đó là nguyên tắc Spanda. Còn nguyên tắc thứ hai là nguyên tắc là mình sẽ phải tạo được cái chuỗi đó thành một cái vòng lặp. Có nghĩa là mình sẽ bắt đầu ở tư thế nào thì kết thúc ở tư thế đó. Và cái này là cái đặc trưng của Inside Flow. Cái nguyên tắc thứ ba là mình sẽ phải tuân thủ theo cái việc mà chọn cái tốc độ nhạc. Nó nằm trong cái tốc độ là 50 BPM đến 120 BPM. Và BPM có nghĩa là cái tốc độ nhịp trong vòng 1 phút. Tại vì trong cái khoảng đó thì mình mới hít thở được. Hít thở trong một cái chuyển động. Và nguyên tắc thứ tư là cái nguyên tắc mà mình phải thể hiện được cái thông điệp của bài hát. Thông qua cái chuỗi flow đó mình phải thể hiện được cái ý nghĩa và thông điệp của cái bài hát mà cái tác giả hoặc là cái người biên soạn ra cái chuỗi bài đó muốn gửi gắm lên cho các bạn. Và cái nguyên tắc cuối cùng đó là mình phải tập được bên trái và cho cả bên phải. Bởi vì yoga thường mình tập á là sẽ cân bằng cho cả hai bên. Thì trong Inside Flow mình cũng phải cân bằng bên trái và bên phải. Vậy thì đúng là nó không đơn giản ha. Bởi vì mình phải theo cái nhịp nhạc mà còn lại phải theo cái nội dung của bài hát nữa. Đúng rồi. Vậy thì rõ ràng là đối với một người huấn luyện viên thì chắc chắn là cái việc mình biên soạn và tập luyện theo cái Inside Flow Yoga nó sẽ khó hơn với cái yoga truyền thống. Biệt là đối với bạn đã theo đuổi bộ môn yoga này từ rất lâu. Nhưng tại sao bạn vẫn chọn con đường này? Bản thân của em á không có nghe nhạc. Trước đó là không hề nghe nhạc. Bởi vì tất cả thời gian mà em có được á là em dành cho yoga truyền thống. Việc mà em tiếp xúc với yoga nhạc là từ khi lúc mà em có bầu. Thì lúc đó em hay nghe nhạc, tập nghe nhạc cho con mình nghe nhạc. Khi mà em sinh xong em bé thì bắt đầu em vẫn tập luyện yoga với nhạc. Và chính vì khi mà mình kiểu như duy trì như vậy á
nó làm cho mình cảm thấy là tập cái này nó thăng hoa cái cảm xúc của mình. Thực ra nếu như mà không hỏi câu này mà không nghe câu trả lời của bạn á thì cũng không nghĩ là bạn là một người không có nghe nhạc. Dạ, yeah, tại vì tất cả thời gian em có được á là em chỉ dành cho yoga thôi. Đúng rồi, cho nên là lát nữa ở phần 2 của chương trình tôi sẽ hỏi về vấn đề này là giữa yoga truyền thống và Insight Flow Yoga. Nhưng mà để nãy giờ mình nói rất là nhiều rồi thì bây giờ để quý vị khán giả có thể hình dung rõ hơn về thể loại yoga rất là mới này thì bây giờ xin mời quý vị hãy đến với Studio Ari Yoga của cô giáo Ari Phan để chúng ta xem là lớp học yoga với nhạc là như thế nào nhé. Ngay như bản thân em là một người khi em tiếp xúc với nhạc em đã từng từ bỏ là hơn 2 năm rồi, em không quay lại. Nhưng khi em quay lại thì tới hiện tại bây giờ thì em có thể nghe được beat nhạc. Khi mà em đã nghe được beat nhạc thì em sẽ cái cảm xúc của em nó sẽ dễ thăng hoa hơn. Thì cảm xúc thăng hoa hơn thì mình có thể siết được cơ thể của mình. Thì em thấy khi em tập thì cái vòng eo em nó cũng xuống, xong cái tất cả mọi vòng cơ thể của mình như vị nhu vòng 3 của em cũng săn chắc hơn, cơ đùi của em săn chắc hơn. Nói chung là khi mình tập múa với nhạc, riêng inside với tất cả các môn nhạc thì mình phải tập trung là hãy vận dụng với những cái quy tắc mà mình ở yoga sàn đưa vào. Mình không nên thả lỏng người ra thì em tìm được cái chân ái đấy ở inside nên em theo tới bây giờ. Và cô 1m51 đó, là cô đưa lại cái cho em cái cảm hứng thì em quay lại với cái inside này. Tại vì là nếu chị không siết cơ, chị thả lỏng cơ thể, chị di chuyển thì nó tác động hoàn toàn vào xương khớp của mình. Khi chị siết cơ có nghĩa là mình ôm hết cái cơ vào trong xương thì mình sẽ sử dụng năng lượng cơ đó mình di chuyển. Cảm giác khi mà chị nhìn vào một cái chuyển động mà có siết cơ di chuyển với một chuyển động mà tập theo quán tính thì hai cái chuyển động đó chị sẽ phân biệt được. Nhìn cái chuyển động siết cơ thì nó sẽ có nội lực hơn, và khi nó có nội lực thì có nghĩa là mình đã kiểm soát được và nó sẽ có hơi thở ở đó. Thì nhìn cái chuyển động nó rất là điềm tĩnh, cảm giác giống như là mình đang thiền trong chuyển động á. Còn nếu mà cái bên kia có nghĩa là thả lỏng mà mình di chuyển á thì nhìn cái chuyển động của mình nó rất là mất kết nối, nó không kết nối được với cái cơ thể cũng như tâm trí cũng như là hơi thở. Thì nhìn chuyển động nó sẽ mềm mại, nó dẻo thôi chứ nó không có nội lực. Nó khác với một cái bài tập truyền thống bình thường là khi mà mình tập với nhạc á thì mình sẽ cảm thấy đâu đó trong tâm hồn của mình nó được hòa quyện vào và mình không cảm thấy những cái gì xung quanh mình nữa. Nên đó là một cái bộ môn mà mình cảm thấy là để khi mình được cảm xúc của mình trong lúc mà công việc bận rộn hay là cuộc sống có những cái áp lực thì mình sẽ cùng tập yoga với một cái bản nhạc và tất cả năng lượng sẽ lại tươi mới ngay từ đầu. Cũng có nhiều ý kiến là yoga Insight Flow không phải là yoga, thì đúng là nó tương đối mới với mọi người, bởi vì mọi người cảm thấy nó giống như múa, có khi lại có những cái động tác mà nó thực hiện khó. Nhưng mà mình lại cảm thấy bản thân mình á, thì đó là một cái thử thách. Bởi vì khi mà tập yoga truyền thống rồi thì với kinh nghiệm, với cái sự rèn luyện mỗi ngày á, thì khi mình áp dụng vào cái flow nó càng chắc chắn hơn. Cho nên hai cái kết hợp thì càng tốt. Rất là tốt, một cái để rèn luyện sức khỏe và một cái thì là để thăng hoa cảm xúc. Yoga truyền thống nó là cái nôi để cho em phát triển về cái hệ cơ bắp cũng như là các cái tư thế asana đi sâu vào bên trong cơ thể của mình để kích hoạt các cái luân xa và cân bằng lại cái nội tiết tố bên trong cơ thể của mình. Thì em yêu yoga truyền thống rất là nhiều, nhưng thật sự cái mà nó đang phù hợp với cái cuộc sống của em cũng như là phù hợp với cái cuộc sống hiện tại của tất cả mọi người, bởi vì thời đại công nghiệp hóa rồi nên là mọi người rất là căng thẳng và stress bởi vì công việc, áp lực cuộc sống, nên Insight Flow là cái nguồn cảm hứng để mà mọi người có thể tiếp cận được khi mà có âm nhạc, và âm nhạc đi thẳng vào trái tim của mình và giúp mình cảm thấy là được thoải mái khi mà mình nghe đúng một cái bài nhạc thể hiện đúng cái cảm xúc của mình, thì chính lúc đó là mọi người thăng hoa được. Và em thật sự là rất yêu Insight Flow. Yeah.
thật sự quý vị thấy đó là nó cũng rất là thú vị và rất là mới mẻ đúng không? Thật ra là vì anh đã biết đến cái bộ môn này từ lúc mà nó du nhập vào Việt Nam rồi, và vì anh cũng đã làm clip, nhưng mà lúc đó thì cũng chỉ lấy một số clip ở trên mạng của thầy người Hàn Quốc Jo Ho Kim. Nhưng mà bây giờ thì đúng là sau 2 năm thì cái số lượng người mà học Instaflow Yoga rất là nhiều ha. Vậy thì bây giờ có một câu hỏi mà ngay ở trước khi mà bước vào clip vì anh có nói đó, thì là đối với những người mà người ta đã quen với yoga truyền thống thì khi mà tiếp nhận cái mới thì nó sẽ luôn có hai luồng ý kiến. Một luồng ý kiến là rất là tiếp thu, rất là thích, ô cái này hay quá, tại sao mình không, nhưng mà một luồng thì kêu là cái này nó nói một cách nôm na là nó phá đi cái yoga truyền thống. Thậm chí hồi lúc mà em mới tập cái này thì cũng có rất là nhiều cái ý kiến trái chiều, nói là cái này không phải là yoga. Thì bản thân em trước khi mà em biết đến Instaflow á thì em cũng thấy rằng cái này nó không phải yoga, nó là kiểu mà chỉ là tập thêm nhạc thôi. Bởi vì từ bản thân của em thôi, bởi vì mình chưa được học, mình chưa được học đúng với cái người thầy mà truyền đạt lại cho mình Instaflow yoga là gì, có nghĩa là yoga với nhạc mà mọi người hay nói á. Khi mà em tập được một thời gian rồi và em cũng gặp các cái vấn đề về chấn thương, tại sao mình tập xong mà trong khi mình là một huấn luyện viên yoga cũng khá lâu rồi nhưng mình tập xong mình vẫn bị đau. Đó thì em mới luôn luôn đặt câu hỏi, mình cũng siết cơ để mình di chuyển đó nhưng mình vẫn bị đau. Thì chính vì em hay tò mò và em hay cầu tiến, luôn muốn là được nạp những cái kiến thức mới để mình hoàn thiện bản thân của mình, nên là chính vì điều đó nên em đã bắt đầu đi học Instaflow. Thì khi em học thì em mới cảm nhận hết được rằng trong Instaflow Yoga nó có rất là nhiều cái nguyên tắc, và cái nguyên tắc mà mình phải biết bảo vệ cái cơ thể của mình đó là phải giữ được cái cốt lõi của yoga trong đó. Và yoga nó là chức năng, và mình tập yoga để khỏe lên chứ không phải là tập yoga là để biểu diễn hay là để mà mình nhận lại những cái chấn thương mà không đáng có. Và cái nguyên tắc mà Instaflow luôn luôn giữ đó là up post up trên mạng chỉ được một phút. Một phút thôi, bởi vì là để mà mọi người muốn học cái bài đó sẽ học cho đúng người, đúng thầy cô để mà truyền đạt lại đúng cái nội dung, cái ý nghĩa và cũng như là cách tập luyện an toàn để bảo vệ cái cơ thể của mình. Chứ không phải là mình tập là mình chỉ biết là feel theo nhạc thôi. Và cũng có một cái khuyến cáo đối với những người mà chuẩn bị đến với Instaflow Yoga là ít nhất họ cũng phải có nền tảng yoga truyền thống khoảng 6 tháng thì mới có thể theo đuổi, chứ không phải là tự nhiên là như các môn khác là muốn vào tập ngay từ cơ bản là có thể vào tập được. Dạ đúng rồi. Vậy thì bạn nhận thấy là cái số lượng mà lớp yoga truyền thống và Instaflow Yoga thì hiện tại cái số lượng người theo học nó có chênh lệch không, hay là nó ngang nhau? Nó là ngang nhau, có nghĩa là họ cũng không bỏ yoga truyền thống. Và họ chỉ có tập thêm thôi. Bản chất mình, con người của mình mà luôn luôn muốn học thêm thôi chứ không muốn bỏ bớt. Và thật sự khi mà mình tập được cái yoga với nhạc rồi á thì nó tăng cái cảm xúc của mình lên và tăng cái sự hào hứng khi mà mình đến lớp yoga. Và họ cũng không bỏ cái lớp yoga truyền thống bởi vì cái đó là cái hàng ngày họ rèn luyện cho sức khỏe của mình được tốt hơn, khỏe hơn. Họ đã tập yoga mà truyền thống mà quen rồi á thì họ không bao giờ họ bỏ được. Nên là họ sẽ tập luôn cả hai. Vậy thì coi như là tự nhiên mình lời đúng không? Nhưng mà ngày xưa yoga truyền thống là chỉ có một lớp thôi. Còn bây giờ là có thêm thì họ sẽ... Dạ đúng rồi, có nhiều sự lựa chọn. Có nhiều sự lựa chọn và mình sẽ bận hơn nữa. Đúng rồi. Nhưng mà ý là khi mà đứng lớp là chắc mình cũng phải tuyển chọn huấn luyện viên rất là kỹ. Thật sự dạy lớp Instaflow không hề dễ. Nó cần chuẩn bị bài trước đó rất là kỹ. Từ cái khâu chọn nhạc lớp biên cho đến cái khâu mà kể chuyện truyền tải được cái thông điệp của bài hát đó đến cho học viên. Và cái cách mà mình tiếp cận với học viên như thế nào nữa. Tại vì là lớp nó sẽ không dừng lại, nó di chuyển liên tục trong vòng nửa tiếng đồng hồ và chỉ được phép dừng lại 1-2 lần thôi để mà mình chỉnh sửa thôi, nhưng không quá lâu, nên là cái kỹ năng đứng lớp nó khá là quan trọng trong cái lớp Instaflow.
và phải cần một cái người thật là có kinh nghiệm để lead được cái lớp đó. Vừa rồi thì em có đi Hà Nội là tổ chức một cái buổi party để gặp gỡ tất cả các học viên, gọi là học qua online với em. Tại vì em ở đây mà, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Trời, vậy là học viên học online là chắc đông lắm. Dạ đúng rồi. Và đa số cái học viên học online của em là Insightflow. Thì cũng rất là đông đảo, nhiều người rất là yêu mến mình. Nên là cũng 150 bạn tham gia đó. Và kế tiếp thì em cũng có tổ chức những cái lớp masterclass, là cái lớp mà giống như để các bạn học chuyên sâu hơn trong một cái flow đó. Bình thường trong cái lớp Inside Flow cộng đồng á, thì mình không có nói nhiều được trong cái lớp đó, tại vì lớp đó chỉ có 60 phút thôi đó. Thì cái lớp masterclass thì mình sẽ được kéo dài đến 2 tiếng. Và phải là từ cái cấp bậc là Gold Teacher trở lên mới được mở ra cái lớp masterclass đó. Có nghĩa là đội ngũ huấn luyện viên, đội ngũ hướng dẫn viên thì cũng sẽ tùy vào cái bằng cấp của mình, cái chứng nhận của mình để mình có được phép mở và huấn luyện những cái lớp đó hay không? Dạ đúng rồi ạ. Tùy vào trình độ của lớp học đúng không? Dạ đúng rồi, trình là độ phải kinh nghiệm của giáo viên. Phải có những cái quy tắc như vậy. Dạ đúng rồi. Để mà mình truyền tải được đúng cái thông điệp của Instaflow gửi đến cho mọi người. Vậy thì nếu như mà một ngày không yoga thì bạn sẽ làm gì? Thật sự thì em xem yoga giống như là cái cuộc sống của mình á. Nếu mà một ngày mình không tập á thì mình cảm giác là mình bị bỏ đói á. Có nghĩa là mình không được ăn cơm á và mình nhớ nó. Và hôm sau là mình phải tập liền. Tập liền có nghĩa là một ngày không tập là không chịu được đó chị. Vậy là vẫn là một ngày vẫn là phải có yoga. Dạ, đúng rồi. Vậy thì hôm nay khi mà bạn đến tham gia chương trình Thể thao là cuộc sống thì có thể tặng cho quý vị khán giả một cái bài Inside Flow Yoga nào đó không? Dưới một phút cũng được, cũng chịu luôn. Dạ. Dạ, thì em cũng có chuẩn bị một cái bài. Bài đó là bài Ray của ca sĩ là Callum Scott. Còn chần chừ gì nữa, xin mời quý vị hãy đến với bài tập Inside Flow Yoga của cô giáo Arifa. I've been staring at the coastline, thinking of every choice I've made to leave me here right now, standing on solid ground. Có một cái thông điệp mà em muốn gửi gắm đến cho tất cả quý vị khán giả là không quan trọng bạn vấp ngã như thế nào, nhưng mà quan trọng là cái cách mà bạn đứng dậy, bực dậy ra sao năm vừa rồi của mình. Nếu mà mọi việc nó thành công suôn sẻ thì đó là một cái may mắn và chúc mừng bạn. Còn nếu mà nó chưa thành công suôn sẻ, nó cũng không sao cả. Và mình hãy để nó qua một bên, hãy để cho mình một tâm trí rỗng hơn. Tại vì khi rỗng thì mình mới chứa được. Để cho mình một tâm trí rỗng hơn và mình bắt đầu với một cái năm mới tốt đẹp hơn, để mình có thể nạp được những cái năng lượng tích cực để làm cho cái công việc kế tiếp của mình được tươi hơn, được tốt hơn. Điểm rất là ý nghĩa, rất là tuyệt vời phải không quý vị? Vậy thì đến thời điểm này, sau 10 năm theo đuổi yoga và 2 năm với Inside Flow Yoga, thì yoga đã mang đến điều gì cho cuộc sống của bạn? Cũng giống như em nói, yoga là cuộc sống của em. Và nhờ yoga mà em đã cải thiện được cái body, cơ thể của mình cũng như là sức khỏe. Tại vì trước đó thì em có một cái sức khỏe không tốt. Nhìn thì tưởng em là tốt vậy đó. Tại vì nhìn có vẻ là cơ bắp. Tại vì mình tập luyện khá là lâu nên mọi người thường hay nghĩ như vậy. Nhưng trước đó thì em có một cái sức khỏe là hay bệnh vặt á. Hay bệnh triền miên. Tại vì em ở Đắk Lắk và em di chuyển vào thành phố này nó bị ngập khí hậu hay sao á. Nên là em hay bệnh nhiều lắm. Bệnh mà nhiều khi là phải nhập biển á, để mà mình truyền nước á, thì em mới tìm đến thể thao để mà mình cải thiện cái sức khỏe của mình.
Thì cho đến thời điểm này thì em thấy sức khỏe của em trở nên tốt hơn khi mà mình được tập luyện á, thấy sức đề kháng mình tốt hơn và mình không bệnh vặt nữa. Và quan trọng là body của mình, cơ thể mình được cải thiện rất là nhiều. Đó, nên là với em thì yoga giống như cuộc sống của em vậy. Và tự nhiên cái tâm trí mình nó cũng thanh thản, nhẹ nhàng hơn. Và giống như cái bài hồi nãy mà bạn vừa thể hiện á, là cho dù cuộc sống có khó khăn như thế nào thì chúng ta rồi sẽ vượt qua. Quan trọng là chúng ta sẽ vượt qua với thái độ như thế nào, đúng không? Đúng. Cùng rồi. Một sự việc có người sẽ cảm thấy giống như là trời đất sụp đổ, nhưng mà cũng với những cái khó khăn đó, nếu mà chúng ta có một cái tinh thần vững, đúng rồi, một cái tâm trí mà nó luôn hướng đến điều tích cực, thì chắc chắn là mọi việc sẽ tốt hơn ạ. Đó là do cái góc nhìn của mình. Yoga nó tập cho mình hơi thở. Và khi hơi thở kiểm soát được, mình kiểm soát được hơi thở đó, thì mình sẽ kiểm soát được cái cảm xúc cũng như là cái tâm trí của mình. Vậy thì dự định trong năm mới 2023? Trong năm mới của em á, thì em sẽ đi đến các tỉnh thành để giao lưu và kết nối với tất cả các học viên mà yêu mến em. Và muốn lan tỏa cái Inside Flow này đến nhiều học viên hơn nữa, để giúp họ có một cái góc nhìn nhận khác về yoga với nhạc là Inside Flow. Và giúp họ tập luyện với một cái góc nhìn là tập luyện an toàn, chứ không phải là tập luyện để mà làm hư cái cơ thể của mình, rồi cái chấn thương mình nhận lại không đáng có, rồi lại nói là cái này tập không được đâu, cái này tập bị như thế này như thế kia. Đó, thì em muốn như vậy. Và cái mục tiêu tiếp nữa là em phải tiếp tục những cái khóa học mà mình còn đang có ý định để học á, để mà em hoàn thiện bản thân của mình hơn. Lẽ ra là cái ngày thu hình ngày hôm nay nó sẽ diễn ra sớm hơn, chứ không gấp như vậy. Nhưng mà cô này là cổ dành nguyên một tuần để cổ nói là cổ thi. Dạ đúng. Thì tôi nghĩ là thi này chắc là cũng liên quan đến yoga đúng không? Dạ, là cổ đặt luôn à, cổ đặt hết tâm huyết lên. Nên là tôi nói là thu hình cũng không mất nhiều thời gian đâu, nhưng mà cổ không là nguyên một tuần, đó là cổ không có nhận lời. Và đến ngày hôm nay thật ra thu hình cũng hơi gấp. Dạ đúng rồi. Đó. Nhưng mà cái đó là điều cần thiết. Bởi vì như bạn nói, thực ra Inside Flow Yoga là một cái thể loại đặc trưng mà không phải ai cũng có thể tập được. Và không phải là cứ thịnh hành theo trend là có thể tự tập được. Cho nên là cần phải có sự đào sâu. Và để mà mình hình thành một cái cộng đồng lan tỏa mà ai cũng tập đúng, thì đầu tiên phải có hướng dẫn viên và huấn luyện viên đúng. Dạ đúng rồi. Còn nếu mà hướng dẫn viên, huấn luyện viên mà không đúng mà đi chệch hướng thì coi như là nó đổ sông đổ biển. Mà nó lại nó không có mang đến cái sức khỏe sức tốt khỏe cho bản thân mình. Cho nên cái điều đó là điều rất là cần thiết. Và tôi cũng thay mặt ekip thực hiện chương trình Thể thao là cuộc sống là xin chúc cho Ari ha, là sẽ có nhiều sức khỏe và mọi dự định trong năm 2023, và xa hơn nữa sẽ sớm thành hiện thực. Và quan trọng nhất là hy vọng là lần sau chúng ta gặp lại thì cái cộng đồng của Inside Flow Yoga sẽ mạnh mẽ hơn nữa, tập đúng, tập đủ và đẹp, và mang sức khỏe đến cho mọi người. Em cảm ơn Việt Anh, và cũng như là cảm ơn tất cả các quý vị khán giả đã xem chương trình này. Và Ari cũng gửi lại gửi đến mọi người là khi mà mình có một sức khỏe tốt thì mình sẽ làm được tất cả mọi thứ. Rồi, xin cảm ơn bạn rất là nhiều ha. Rồi, vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời lượng 30 phút của chương trình Thể thao là cuộc sống tuần này xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Còn bây giờ xin chào tạm biệt.